Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, theo tin của Tân Hoa Xã tại Vũ Hán cho biết, từ 15 giờ ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, hầu hết các khu vực ở Hồ Bắc đã bị mưa lớn. Vành đai mưa chủ yếu tập trung ở phía Bắc, Đồng bằng Giang Sơn, phía Tây Bắc, Đông Bắc, Hồ Bắc và một số khu vực phía Tây Nam Hồ Bắc. Nhiều trạm khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam và đỏ để nhắc nhở mọi người chú ý đến các thảm họa địa chất như lũ lụt, lở đất và lở núi. Theo Siwangji, trường dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán, đã có mưa lớn ở nhiều mức độ khác nhau ở đồng bằng Bắc Giang Sơn, phần Đông Bắc của Đông Bắc Hồ Bắc và một phần ở Tây Nam Hồ Bắc. Mưa tiếp tục kéo dài từ 15 giờ ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay. Lượng mưa lớn nhất của tỉnh xảy ra ở thành phố Jinmen và lượng mưa ở thành phố Yongxiang thuộc quyền quản lý của thành phố Yongxiang đạt 157,8 mm. Trong đó, thị trấn Len Sui của sông Xiang và các khu vực địa phương khác đạt 185,9 mm. Vào lúc 18 giờ ngày hôm qua, lượng mưa lớn nhất ở Jinmen đạt 82,3 mm một giờ, cao nhất trong tỉnh Guanggaoming. Trưởng dự báo tại Đài quan sát khí tượng Jinmen cho biết thời tiết đối lưu mạnh đã mang lại cường độ sét hiếm hoi cho sông Xiang. Trong mùa mưa, Yongxiang đã trải qua hơn 4.000 lần sét đánh xuống mặt đất, trung bình hơn 1.000 lần mỗi giờ. Từ 15 giờ ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng Kinh Môn đã đưa ra hai cảnh báo màu cam và một cảnh báo màu đỏ để nhắc nhở các thảm họa địa chất. Các chuyên gia chỉ ra rằng lượng mưa lớn được hình thành do tác động tổng hợp của không khí ấm và ẩm phía Tây Nam và không khí lạnh yếu ở tầng trên. Dự báo chiều ngày hôm nay, ngoại trừ Tây Bắc, Hồ Bắc, các khu vực khác của Hồ Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày mai, phía Bắc có mưa nhẹ, phía Nam có mưa vừa đến mưa to. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam vào ngày hôm qua. Dự kiến sẽ có mưa bão lớn ở các khu vực của Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô từ chiều tối của ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Dự báo từ tối ngày hôm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở phía Đông và Nam Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Bắc Quý Châu, Hồ Bắc, Nam Hà Nam, hầu hết An Huy, Giang Tô, Bắc Chiết Giang và phía Bắc Thượng Hải đã có mưa lớn ở phía Nam khu Hoài Hà và An Huy và một phần của trung tâm Giang Tô. Có mưa lớn ở Đông Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Tây Nam và Đông Cát Lâm, Tây Liêu Ninh, Đông Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân và những nơi khác. Và có mưa lớn cục bộ, một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc và gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Thời tiết sẽ có sấm và sét ở các khu vực của Bắc Trung Quốc, miền Trung và Đông Nội Mông, miền Trung và Nam Đông Bắc Trung Quốc, hầu hết Hoàng Hoài, Giang Hoài, Bắc Giang Nam, hầu hết Hồ Bắc, Đông Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Bắc Quý Châu sẽ có thời tiết đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Dự báo từ tối ngày hôm nay đến ngày mai sẽ có nhiệt độ cao trên 35 độ C ở các khu vực thuộc Trung và Nam Giang Nam, Trung và Đông Nam Trung Quốc, Trung Thiểm Tây, Nam Sơn Tây, Tây Bắc Hà Nam, lưu vực Tupan, Tân Cương và miền Tây Nội Mông. Trong đó nhiệt độ cao nhất ở Trung và Nam Chiết Giang, trung tâm Giang Tây và lưu vực Tân Cương Tupan là 37 đến 38 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông lúc 10 giờ hôm nay, dự báo sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Bắc Quý Châu, Nam Thiểm Tây, Hồ Bắc, Trung và Nam Hà Nam, hầu hết các tỉnh An Huy, Giang Tô, Bắc Chiết Giang, Thượng Hải và các nơi khác từ trưa hôm nay đến trưa mai, bao gồm Đông Bắc, Hồ Bắc, Nam Hà Nam. Có mưa lớn ở khu vực Hoài Hà của An Huy và một số khu vực miền Trung và Nam Giang Tô. Có mưa lớn ở Đông Bắc và Đông Nam Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Đông Nam Cát Lâm, Tây và Bắc Liêu Ninh, Đông Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân và những nơi khác. Một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc và gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Đài quan sát khí tượng Trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và đưa ra các dịch vụ dự báo kịp thời. Theo Tân Hoa Xã cho biết, vào ngày hôm qua, sau một trận mưa lớn, các con đường gần Shinjuku ở Nam Kinh bị ngập lụt. Cùng ngày, một lượng mưa lớn đã đổ bộ vào Nam Kinh gây tích nước ở một số khu vực trong khu đô thị, gây bất tiện cho việc đi lại của người dân. Vào lúc 5 giờ 53 phút ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô lại phát đi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu da cam.
Dự kiến trong 3 giờ tới, lượng mưa ở Vô Tích, Thường Châu, Trấn Giang, Nam Thông, miền Trung và Bắc Tô Châu sẽ đạt trên 60mm, kèm theo sấm sét mạnh hoặc thời tiết không ổn định như dông và gió mạnh. Tại Nam Kinh, từ 16 giờ ngày hôm qua đến 10 giờ ngày hôm nay, trời cũng đổ mưa lớn nhất kể từ mùa mưa. Theo số liệu từ hệ thống chỉ huy đo từ xa kiểm soát lũ lụt đô thị Nam Kinh, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, lượng mưa ở khu vực đô thị Nam Kinh đã vượt quá 142mm và khu vực Hà Tây đạt 161mm. Đây là khu vực có lượng mưa lớn nhất trong thành phố. Lượng mưa ở Nam Kinh đã lên tới mức mưa cực lớn, là trận mưa lớn thảm khốc đầu tiên trong năm nay. Vào khoảng 16 giờ ngày hôm qua, tại thành phố Nam Kinh mưa lớn, sấm chớp liên tục cắt ngang bầu trời. Trong nửa giờ sau đó, số lượng tia chớp trên bầu trời đã lên tới 200 tia. Chịu ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Queen Hai tăng mạnh. Lúc 20 giờ 15 phút ngày hôm qua, mực nước vùng núi đông sông Queen Yan đạt mức tối đa 8,56m, vượt mức nước cảnh báo 0,15m và tiếp tục tăng mạnh. Bộ khí tượng dự báo sẽ còn có một đợt mưa lớn ở Giang Tô từ ngày hôm nay đến ngày mai và lượng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc Giang Tô. Hiện tỉnh Giang Tô đang làm mọi cách để xả lũ, chống úng. Yêu cầu phòng chống lũ của tỉnh Giang Tô cố gắng hết sức để ngăn lũ lụt và thoát nước ở lưu vực sông Hoài Hà. Vào tối ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tô đã tổ chức hội nghị công tác kiểm soát lũ lụt lưu vực sông Hoài Hà để truyền đạt và triển khai các chỉ thị quan trọng của Bí thư Lý Nguyên Xương, Thống đốc Liang Bao Hua và Phó Bí thư Giang Lan Zhen, phân tích tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay ở Hoài Hà, lưu vực sông ở tỉnh Giang Tô và tiếp tục nghiên cứu và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và thoát nước. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô, Tư lệnh Bộ Quốc phòng tỉnh Hoàng Li Xin chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu. Bà yêu cầu các vùng trên lưu vực sông Hoài Hà củng cố tổ chức, lãnh đạo, nỗ lực làm tốt công tác tiêu úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an toàn mùa lũ. Từ đêm ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, Thượng Hải lại hứng chịu một đợt mây dông mạnh, mưa dông như nốt nhạc. Lúc 0 giờ 18 phút, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải phát đi cảnh báo mưa dông màu vàng và tín hiệu cảnh báo rung bão màu xanh một lần nữa. Trụ sở kiểm soát lũ lụt Thượng Hải cũng đã phát tín hiệu cảnh báo màu vàng về kiểm soát lũ lụt và kiểm soát bão tới hệ thống kiểm soát lũ lụt của thành phố lúc 0 giờ 25 phút. Đồng thời, triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp 3 cấp độ. Sau một trận mưa dông mạnh vào ngày hôm qua, Thượng Hải đã hứng chịu một cơn dông mạnh vào sáng sớm ngày hôm nay và cơn mưa dữ dội hơn và ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn hơn với lượng mưa là 120mm, đạt mức mưa to. Hơn 10 tuyến đường trong thành phố bị ngập trong thời gian ngắn. Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Kiểm soát lũ lụt Thượng Hải và Trạm Thủy văn thành phố, tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, lượng mưa lớn nhất là ở khu vực Wunkun của Bao San đạt 117mm, tiếp theo là khu vực Hong Kui Changwan đạt 116mm, đều đạt lượng mưa lớn. Do lượng mưa ngắn hạn tập trung quá nhiều, hơn 10 con đường ở Bao San, Hong Khu, Jebe và những nơi khác đã bị tích nước trong thời gian ngắn. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của thành phố và đời sống của người dân về cơ bản không bị ảnh hưởng. Mưa dông mạnh vẫn xảy ra trong ngày hôm nay và Đài quan sát khí tượng đưa ra cảnh báo mưa to và dông khác vào lúc 7 giờ 24 phút sáng ngày hôm nay. Lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, lưu lượng vào của Tam Hiệp đạt 37.000 m3 trên giây. Các tàu RoRo ở khu vực đập Tam Hiệp đã thay đổi lộ trình và đều đi đường đặc biệt Tam Hiệp để chuyển cấp cứu. Hạn hán đã dẫn đến tình trạng thiếu nước liên tục ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Theo Tân Hoa Xã cho biết, do ảnh hưởng của khí hậu khô hạn, lượng nước ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã ở mức thấp trong 4 tháng liên tiếp, xếp hạng đứng thứ 2 trong lịch sử trong cùng thời kỳ. Theo Cục Khí tượng Thanh Hải, nhiệt độ trung bình hàng năm ở khu vực Sangyangwan cao 1,6 độ C so với mức trung bình lịch sử, tạo ra một giá trị lịch sử cực đoan kể từ khi dữ liệu khí tượng có sẵn vào năm 1961. Đồng thời, lượng mưa hàng năm ở khu vực Sanjiangwan thấp hơn 33,3m so với năm thường, khoảng 12 tỷ mét khối tài nguyên nước. Trong năm, xu hướng khô hạn ở khu vực sông Ba Nguồn là rõ ràng, vì khu vực thượng nguồn sông Ba Nguồn cung cấp 49% tổng lượng nước của sông Hoàng Hà. Hạn hán ở khu vực sông Ba Nguồn vào năm nay đã dẫn đến nguồn cung cấp nước thấp bất thường ở thượng nguồn sông Hoàng Hà kể từ tháng 4. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, lượng mưa ở khu vực Sanjiangwan vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử. Trong số đó, từ tháng 4 đến giữa tháng 5, nhiệt độ ở vùng thượng lưu sông Hoàng Hà cao, lượng bốc hơi trên bề mặt gia tăng và xảy ra hạn hán lớn. Trong thời gian này, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của thượng nguồn sông Hoàng Hà đều ít hơn từ 40 đến 90%.
Trong tháng này năm nay, lưu lượng trung bình của trạm thủy văn đường Hoàng Hải thấp hơn 39,2% so với cùng kỳ năm trước. Người ta hiểu rằng tình trạng thiếu nước liên tục ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã có tác động lớn hơn đến việc sản xuất thủy điện ở lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, nước uống cho người và động vật và việc tưới tiêu cho các khu rừng sinh thái ở lưu vực sông Hoàng Hà ở Thanh Hải cũng gặp khó khăn ở các mức độ khác nhau. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!